Lại là Phước Sửu đây cả nhà ơi. Hôm nay Phước Sửu sẽ giới thiệu cho mọi cả nhà một siêu phẩm, là một căn biệt thự 10x20 song lập tại giảng Saigon Nhà Bè. Và bây giờ Phước Sửu mời cả nhà vào xem bên trong nhé. Trước khi vào xem bên trong thì cả nhà nhìn sơ qua về cái không gian bên ngoài của căn biệt thự này, với diện tích ngang 10, dài 20 và được thiết kế gồm một trệt, hai lầu và áp mái sân thượng ở trên. Thì bây giờ mình vào bên trong để xem căn biệt thự này nhé. Vị trí của Phước Sửu đang đứng là một gara xe, và nơi đây thì mình có thể làm mái che để gara xe. Và đây là khung cửa chính với cửa gỗ và cửa hubler chủ đầu tư đã chuẩn bị sẵn. Và bây giờ là mình vào gian cửa trước của căn nhà này ha. Với căn gian cửa trước thì phòng ốc cũng khá rộng rãi và đã có chừa hai hệ cửa kiến cường lực, gọi là chống cách âm rất là tốt. Và bây giờ mình vào bên trong. Khi mà vào bên trong thì quý anh chị nhìn thấy căn nhà này thì khá thoáng mát và rộng rãi, bởi vì xung quanh của các căn nhà này thì khá nhiều hệ cửa kính cường lực và tạo cho một không gian cực kỳ thoáng, mặc dù đây là chỉ là một căn biệt thự song lập thôi. Và vị trí của Phước Sửu đang đứng thì chắc hẳn ai cũng sẽ gọi là thiết kế cho mình một gian phòng khách cực kỳ xịn sò tại nơi đây rồi. Với cái vị trí mình thì mình có thể là thiết kế một cái bộ sofa cực kỳ xịn sò và nhìn về trực diện ở nơi đây là một tủ và trưng bày tivi và một cái bức tranh cực kỳ đẹp. Và cái vị trí của Phước Sửu đang nơi đây là mình có thể thiết kế được một cái nhà vệ sinh ngay dưới gầm cầu thang này. Đây thì nơi đây thì phòng vệ sinh cũng vừa phải vừa đủ để mình có thể là sử dụng. Kế bên thì là một cái thang bộ đi lên của tầng 1. Và không gian của mặt sau tầng trệt, thường những gia chủ ở đây thiết kế là một phòng cho người giúp việc hoặc là người lớn tuổi. Với cái gian phòng này thì mình có thể thiết kế ở nơi đây là một cái phòng toilet nằm bên trong của gian phòng này luôn. Và điều đặc biệt của cái gian phòng này cũng có cửa sổ và mở ra mặt ngoài của căn nhà luôn nha cả nhà, rất là thoáng luôn. Và vị trí của Phước Sửu đang đứng chắc ăn là sẽ một cái gian bếp cực kỳ thoáng. Và bây giờ mình cùng ra sân sau để mình ngắm sân sau có rộng rãi và có thể thiết kế được sân vườn hay không nha. Wow, một khoảng sân khá rộng nha cả nhà. Với cái tầm diện tích này là đến dài 4m. Và ở đây thì mình có thể là thiết kế được một cái bếp ăn ngoài trời nè, một cái sân phơi nè, hoặc là một cái nơi gọi là mình có thể là trồng rất là nhiều loại cây ăn trái hoặc là trồng lan luôn. Với diện tích 10x20, chừa bên hông là 2,5m và cách xây dựng là 7,5m dài 15 thì tạo cho căn nhà một nơi gọi là thoáng mát, rộng rãi và gọi là với góc nhìn đa chiều như vậy thì mình có thể là bố trí khá nhiều và những tiện ích xung quanh. Và bây giờ cả nhà cùng với Phước Sửu lên tầng 1. Bây giờ Phước Sửu sẽ cùng với cả nhà lên tầng 1 để khám phá xem căn biệt thự 10x20 này bố trí như thế nào, có thể là làm được 4 phòng ngủ hay không nhé. Và các gian phòng ngủ đầu tiên là master bedroom với một cái phòng tắm cực kỳ rộng. Với cái phòng tắm này thì mình có thể làm được một cái bồn tắm nằm luôn cả nhà nhé. Cái tầm view của cái căn của cái phòng tắm này là nhìn trực diện về mặt tiền trước luôn, về một dãy nhà biệt thự đơn lập 12x5x20. Với cái căn này thì mình có thể thiết kế được 4 phòng ngủ. Và cái phòng ngủ đầu tiên thì như mọi người nhìn thấy thì hệ cửa rất là rộng rãi và ở đây có một cái ban công khá rộng luôn. Với cái ban công này thì mình có thể check in nhìn về mặt điện mặt của con đường 12m và nhìn xéo qua bên kia là một cái clubhouse 2000m² luôn. Với cái căn biệt thự này thì một trệt mình có thể bố trí làm được hai phòng ngủ, gọi là hai phòng ngủ master bedroom ha. Và ở đây là một cái phòng gọi là phòng sinh hoạt chung. Với cái phòng sinh hoạt chung này thì mình có thể là bố trí ở đây là một cái đánh cái phòng để đánh đàn, một cái bàn tiệc trà hay là nơi đây là một cái tiểu cảnh. Với cái phần mái ở trên mình có thể là dùng kiến mình che lại nên là không có bay mưa vào, thì tạo một không khí mát mẻ và nơi đây thì mình có thể sử dụng được rất là nhiều tiện ích chung của gia đình. Đây là gian phòng ngủ mặt sau. Bởi vì đối với căn biệt
biệt thự 10 x 20 thì hai mặt tiền trước sau, nên mặt tiền trước và mặt tiền sau đều là con đường 12 m. Và mặt sau thì của cái căn biệt thự 10 x 20 thì nhìn về dãy nhà phố liên kế 7 x 17. Gian phòng ngủ thứ hai thì khá rộng rãi cả nhà ha. Có hệ cửa kính xung quanh cực kỳ thoáng mát luôn. Nơi đây thì mình có thể là bố trí rèm cửa để che bớt lại những không gian, và nếu mà mình muốn thì mình có thể mở những cái hệ cửa này ra thì mình không cần sử dụng máy lạnh nhiều. Và bây giờ Phước Sửu cùng với cả nhà mình đi lên tầng 2 để mình xem tầng 2 bố trí như thế nào, có thêm được phòng ngủ nào hay không. Riêng cái tầng 1 thì mình đã bố trí hai phòng master bedroom rồi ha. Bây giờ là không gian của tầng 2. Với tầng 2 thì mình có thể thiết kế đây là một cái gian phòng thờ cả nhà. Một cái gian phòng thờ khá rộng và một cái tầm view nhìn về mặt tiền chính của con đường luôn. Với cái tầm view này thì mình có thể là thiết kế được một gian phòng thờ rộng